Anh Tuấn xin mến chào quý khán giả của CBN. Hôm nay anh Tuấn được hân hạnh có hai vị khách. Thứ nhất là cha Xuân Đường từ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đến công du Hoa Kỳ. Thưa cha, xin cha chào khán giả của đài CBN. Xin chào anh Tuấn và xin chào tất cả quý vị khán giả của CBN. Cảm ơn anh Tuấn. Ngọc Thủy xin mến chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay CBN được hân hạnh đón tiếp cha Linh cha Xuân Đường. Ngài là một nhạc sĩ và cũng là một ca sĩ. Chị Ngài đã đến Orange County trong vòng 2 ngày hôm qua. Thì hôm nay con xin kính chào cha và con xin được hỏi cha một vài vấn đề mà cha những sinh hoạt của cha trong vòng 7 năm qua. Thì con được biết là cha đã có một cái chương trình học bổng cho các học sinh nghèo. Xin cha có thể cho quý khán giả của CBN biết thêm về những sinh hoạt của cha trong những cái thời gian vừa qua không ạ? Cảm ơn anh và xin thưa với tất cả quý vị khán thính giả. Thì lần này sang Hoa Kỳ nhân một cái chuyến mục vụ đồng hành với chương trình Đại hội Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas, rồi cũng nhân cơ hội đó thì đi thăm một vài nơi, một vài giáo xứ, một vài cộng đoàn, những người thân quen, và để như thế là nói cái lời cảm ơn với các quý vị ân nhân đã đồng hành với tôi trong cái chương trình học bổng Tình Ngài Gọi Con, qua việc phát hành các cái băng đĩa CD sáng tác rồi hát rồi chia sẻ, thì mọi người nghe và mọi người chia sẻ với cái công việc đó. Và hiện tại thì cái quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con đã hoạt động được 7 Bảy năm. năm rồi. Và Dạ, thưa con cũng được biết là có một số tức là trước khi mà cha lập cái chương trình học bổng là cha cũng đã tham gia những cái công việc mà để có thể giúp cho các học sinh nghèo Việt Nam. Thì thưa cha, có như vậy là từ lúc mà cha bắt đầu hoặc là trước đó thì có những sự thành công nào đối với những cái công việc của cha làm, tức là có nghĩa rằng có những em nào mà cha đã giúp mà đã thành tài hoặc là đã tốt nghiệp và đã có thể đến để giúp cha được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì cái chương trình mà giúp cho vấn đề giáo dục thì đó là một chương trình về lâu về dài, và đó cũng là một cái thao thức không phải là của riêng em mà của những bậc đàn anh, như là chẳng hạn như cha Vũ Khải Phụng, ngài cũng khuyến khích khi mở Thái Hà, Vâng. thì ngài khuyến khích là làm đào tạo con người, đào tạo nhân bản về đời sống đạo đức cũng như là cái đời sống nhân bản cho con người phát triển về cái nhận thức, để con người có thể sống, người ta có thể sống tốt hơn. Thì thực sự một quỹ học bổng Tình Ngài Gọi Con thì mới 7 năm, nhưng mà em đồng hành với lại các bạn giới trẻ sinh viên từ khi bắt đầu làm linh mục cho đến bây giờ là 15 năm. Vâng. Thì cũng có những cái thành quả, ví dụ những có những em bây giờ là bác sĩ ở trong bệnh viện của tỉnh hoặc là của các bệnh viện lớn. Thì những em đó lại quay trở lại khi mà mình giới thiệu những cái bệnh nhân nghèo đến, thì các em đó lại là cái Giúp trở người lại. giúp trở lại, hoặc là lâu lâu thì mình có những cái chương trình về khám bệnh phát thuốc, thì những em các em đó lại trở về để giúp với chương trình. Có một cái câu chuyện là đôi khi giúp cho các em nhưng mà cũng qua những cái cộng tác viên mình trực tiếp, thì đôi khi là chỉ lại biết tên, biết tuổi, biết quê nhưng mà không gặp mặt. Thì sau này khi các em 5 7 năm sau, vừa rồi ví dụ như vừa rồi đi đi Lạng Sơn, đi Lạng Sơn với nhóm của Las Vegas để đi thăm một cái mái ấm ở ngoài tận gần giáp về biên giới với Trung Quốc. Thì tại tại giáo phận Lạng Sơn thì vô tình một cái em nó đến, nó thấy em chào, nó nói con chào cha, nói con ở đâu, nói con ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại sao mà biết cha? Thì tôi, cha là con là học bổng viên, tức là người đã thọ ơn của chương trình của cha, bây giờ em đó nó còn đi tu này, giả sử như thế. Tức là đôi khi mình không 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 nắm bắt hết được, nhưng mà cũng đâu đó cũng có những người nhớ đến như chương trình, và họ sống rất là tốt và có ý thức với xã hội.
Và thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, một trong những người thành viên mà đã actually là một trong những cái người là ân nhân của chương trình và là một người cộng tác viên rất là đắc lực cho cha đó, và hiện người đó đang có mặt ở tại đây, đó là chị Ngọc Thủy. Chị Ngọc Thủy ở Las Vegas, chị đã cộng tác với cha một thời gian đã lâu. Và xin chị Thủy cho biết rằng trước đó chị gặp cha như thế nào và những cái biến chuyển thế nào mà chị đã thành một người đã giúp cha cho tại Hoa Kỳ, thưa chị. Cảm ơn anh. Thì cũng là một cái nhân duyên, cha ghé Las Vegas để chơi thôi. Thì sau khi cha chia sẻ những bài hát của cha và những công việc của cha thì mình thấy rất là giúp ích cho xã hội ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Thứ nhất là nhiều em muốn đi học mà gia đình khó nghèo không đi học được, rất là thực tế. Đó là những công việc mà mình thấy là mình cũng có thể góp một bàn tay một chút nào nho nhỏ đó. Thì khi mình bắt đầu cộng tác với cha mỗi một ngày thì mình thấy cái công việc đó mình càng thích thú hơn, là vì mình thấy là không những là chỉ giúp cho các em thôi mà sau đó thường thường phát học bổng là vô đầu mùa học, rồi sau đó trong những công việc trong năm cha vẫn giúp đỡ cho những người khác nữa, những người con thấy cha em thấy cha đi thăm những người nghèo, những người cần quan tâm tới, những người mình gọi là Người khuyết tật emergency luôn. đi, có nghĩa là mình không có biết trước được Dạ. khi trong cái công việc mục vụ của cha đi tới đâu cha thấy những người đó cần giúp đỡ là cha cũng giúp đỡ, thì mình thấy là ô vậy thì mình không phải ngừng ở ngay chỗ đó mà mình có thể giúp đỡ cha coi như một người một 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 năm dài. Có nhiều khi Dạ. á, là tới mùa nó end thì cha lại giúp cho các em thiếu nhi có bánh kẹo, tại vì ở cái vùng nó rất là nghèo. Đúng rồi, Rồi đúng rồi. trong năm cha đi thăm ai đó thì cha lại giúp đỡ cho họ thuốc men hoặc là tiền bạc hoặc là đi mổ hoặc là vân vân và vân vân. Thì sau khi mình cứ tiếp tục theo dõi và mình cứ tiếp tục làm những công việc đó thì mình cảm thấy rất là thích thú và mình thấy giống như là càng ngày mình càng đi sâu hơn. Thì một ngày nào đó cha muốn em giúp cha nhiều hơn, vì bắt đầu có một số ân nhân từ nước ngoài họ cần có những thông tin mà nhiều khi cha không thể trả lời được vì ở bên này là ngày bên kia là đêm, rồi hơn nữa là số Việt Nam nhiều khi họ không biết gọi. Thì em đã cảm ơn cha cho em một cái gọi là đại diện cha ở bên này để giúp đỡ cha một cái công việc như vậy. Như vậy là tức là chị Cọc Thủy bây giờ là chính thức đại diện cho quỹ học bổng của cha tại tại Hoa Kỳ, thì xin có thể chị cho khán giả biết là nếu mà muốn liên lạc với cha hoặc là muốn tìm thêm những thông tin hoặc là những tin tức về về cái quỹ thì liên lạc với chị bằng cách nào? Liên lạc với em trực tiếp và dễ dàng nhất thì bằng số điện thoại 832-602-0258, 832-602-0258. Có thể gọi em bất cứ lúc nào. Nói chung là cái điện thoại của em như là cái linh hồn của em vậy đó, nó đang mang lại như vậy. Có nghĩa là lúc nào em cũng phải để ý tới tin nhắn hoặc là số phone gọi tới, và em hầu như là em trả lời trực tiếp. Ngoại trừ những lúc mà quá bất đắc dĩ mình không trả lời được thôi, và ngay sau đó có thể sớm nhất là em trả lời lại liền để biết tất cả những tin tức và mình cần muốn giúp cha bằng cách nào thì em sẽ cho biết rõ chi tiết hơn. Thưa quý vị nhìn trên màn hình thì quý vị sẽ thấy số điện thoại, xin quý vị liên lạc và muốn biết thêm những tin tức về quỹ học bổng cũng như những sinh hoạt của cha Xuân Đường, xin quý vị gọi cho chị Ngọc Thủy để có thể biết thêm tin tức. Dạ thưa cha, giờ suốt cái hành trình của cha 7 năm vừa rồi thì con thấy rằng cha đã nói rằng có những thành quả rất là tốt đẹp. Thì như một cái quỹ như vậy thì thế nào, làm thế nào mà cha có thể tiếp tục có những cái ngân quỹ để có thể tiếp tục tài trợ cho các em, xin cha có thể cho báo cho quý khán giả biết, cũng như là nếu mà quý khán giả có một cái sự hảo tâm muốn muốn cộng tác với cha thì làm như thế nào ạ? Thưa anh thì quỹ hoạt động trong vòng 7 năm qua mà có nhiều người cứ nghĩ quỹ là nó phải có một cái tài khoản, nhưng mà ở đây quỹ nhưng mà lại không có gì cả. Quỹ ở nơi tấm lòng của những vị ân nhân, những người nghe CD, những người nghe nhạc, những bài hát của em thường là đụng chạm đến những cái thân phận con người, như là các em thai nhi hay là các em mồ côi hay là các em học sinh nghèo hay là người già cả neo đơn, thì mình
đi mình gặp thì mình cảm tác rồi mình lại viết lên những cái bài hát và mọi người nghe, hay mọi người mở lòng thì mọi người cũng liên lạc. Thì em làm cái cách như thế này có nghĩa là những lần nào mà đi được ra như Hoa Kỳ là Úc thì anh nhân mọi người cũng giúp cho được một chút về, rồi sau đó mình có để chia sẻ với các em. Còn không nữa thì hàng năm là em ở nhà, bởi không phải công việc phục vụ cũng phải làm. Dạ, vâng. Cho nên là ví dụ như là ai cho đồng nào thì mình bỏ một cái ống, cái ống của ống 100, 200, 500 tiền Việt hay là 1 triệu tiền Việt mình bỏ ống. Thời đến một đầu tháng 9 hoặc là tháng 10 thì mình bắt đầu mở ra để phát cho các em. Vâng. Thì hiện tại bây giờ thì cũng đến khoảng 200 suất học bổng mỗi năm. Khoảng như 150 em cho 100 đến 200 cho học sinh. Học sinh thì mỗi suất như vậy mình cũng phải gọi là ông bà mình nói là ăn đều kêu sòi. Ví dụ mình nói là một em cái nhu cầu của nó là một năm là 5 triệu nhưng mình chỉ giúp được khoảng 2 triệu thôi thì khoảng $100 mỗi em. Bởi vì mình chia đều ra. Vâng. Bởi vì các em nó đến với mình nhiều quá thì mình phải gọi là ăn đều kêu sòi. Thì chia sẻ như thế. Và sinh viên thì khoảng 30 em. Thì sinh viên thì khoảng $250 mỗi cho một suất. Và không phân biệt vùng miền tôn giáo. Đó là cái cách mà cách phát học bổng bằng là cách là bỏ ống. Con cảm ơn cha. Con cảm ơn cha một lần nữa. Nếu vậy thì thưa cha, như vậy là cha nói là có khoảng 200 em, tức là từ lớp tiểu học lên tới trung học, và cha nói là có 30 em học đại học. Thì như vậy là từ lớp nào cho tới lớp nào, và cái cách mà cha chọn thì như thế nào ạ? Cái chương trình này Quỹ Học Bổng Tình Ngài Gọi Con thì giúp cho các em học sinh nghèo mà có khả năng học hành để các em có một tương lai tốt hơn. Thì đó là cái tiêu chí mà em về các cộng tác viên sẽ duyệt xét cho các em được nhận học bổng. Dạ vâng. Dạ thưa chị Ngọc Thủy, như vậy là đã bao lâu chị đã giúp cho cha, và nếu mà có những người có lòng hảo tâm thì liên lạc với chị, thì họ sẽ liên lạc với chị rồi họ sẽ nhận những, nếu mà làm thế nào chị nhận được những cái sự mà có đóng góp của các quý vị hảo tâm? Dạ, cảm ơn anh. Những người hảo tâm mà đã từng giúp em đó, một là những người gần mình thì người ta đưa thẳng tiền mặt, còn có một số người ở xa thì họ gửi check. Thì qua cái tình ngày gọi con của cha, cha cũng có một cái gọi là cái miễn thuế, một cái miễn thuế bên Mỹ để cho những người ủng hộ bên Mỹ. Thì cha dịch ra là vì tình người, because of the heart. Thì mọi người có thể gọi cho Ngọc Thủy biết, rồi Ngọc Thủy sẽ nói quý vị sẽ đề tên check như thế nào. Thì đó là một cái chữ because of the heart, pay to because of the heart. Thì Ngọc Thủy nhận cái check đó thì sẽ cash ra qua một cái chương trình của cha và gửi về cho cha. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin quý vị giữ máy, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin thành thật cảm ơn quý vị.